Chào các bạn, tối hôm nay không chia sẻ về kinh doanh mà tối hôm nay là mình chia sẻ về cái chủ đề là dinh dưỡng cho trẻ. Bởi vì gần đây, vì sao mình chia sẻ cái chủ đề này? Bởi vì gần đây mình gặp rất là nhiều trẻ em, một là béo phì, hai là quá ốm. Và như vậy thì cái mầm non nó được sinh ra nó như vậy thì nó sẽ không có hiệu quả. Nó là trẻ mà cái mầm non nó tốt thì nó mới được hiệu quả. Đó là lý do mà tối hôm nay mình chia sẻ chủ đề này, bỏ cái chủ đề kinh doanh qua một bên ha. Và ai mà đang xem cái chủ đề này thì các bạn hãy lan tỏa chủ đề này đến với những cái người đang làm ba làm mẹ hoặc là sắp làm ba làm mẹ. Để xem cái chủ đề live stream này thì tối nay là tập trung vào 6 cái sai lầm trong dinh dưỡng với trẻ mà chúng ta cần phải biết. Và nếu mà kịp thời gian thì mình lại chia sẻ với các bạn là 6 cái bí quyết để giúp trẻ nó cân đối hơn. Mình không phải là cái chuyên gia về trẻ em, mình cũng không phải là chuyên gia dinh dưỡng, mình đơn giản, mình là chỉ là người như thế nào qua trải nghiệm có con rồi mình hiểu được, mình biết được, rồi mình chia sẻ lại thôi. Mỗi người chia sẻ một ý thì tự nhiên nó hay hơn. Chứ mình không phải là cái chuyên gia dinh dưỡng, nên các bạn nào mà cứ xem mình như chuyên gia dinh dưỡng, không phải. Mình là chia sẻ về kênh kinh doanh. Nhưng mà tại sao tối nay mình chia sẻ về chủ đề này? Bởi vì chúng ta sắp đến Tết rồi. Và nếu mà không khéo qua cái Tết này trẻ em nó như thế nào trẻ em các bạn không biết cách, trẻ em nó phát triển ra, nó béo phì ra hoặc là không biết cách thì nó bị trouble về dinh dưỡng và nó ảnh hưởng đến sức khỏe, trí tuệ của nó. Và thế là cái mầm non tương lai của chúng ta lớn lên nó đã bị bóp nghẹt từ lúc trong trước nước rồi. Cái điều này nó không có tốt. Và bây giờ các bạn nào xem livestream này thì đảm bảo các bạn chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người, để cho nó đông, để cho nhiều người cùng biết. Mình dành thời gian mình livestream, còn các bạn dành thời gian tap tên nhiều người chia sẻ vào các cái group. Đặc biệt là chúng ta chia sẻ vào các cái group. Tối nay muốn đổi khẩu vị, chúng ta không chia sẻ về kinh doanh, chúng ta chia sẻ về giúp cho trẻ em cái mầm non nó được tốt hơn. Từ chính kinh nghiệm của mình, từ chính những đứa con của mình. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bấm vào cái nút chia sẻ đi, và các bạn giới thiệu với các bạn comment xuống, các bạn giới thiệu các bạn là các bạn đang đến từ cái vùng miền nào. Bây giờ mình đang xem trên cái trang Facebook của mình thì mình thấy chưa các bạn nào chia sẻ cái đoạn livestream này đến hết. Các bạn bấm vào, các bạn chia sẻ đi, tag những người bạn bè của mình, những người thân của mình, những người đang làm bố mẹ, những người sắp tới làm bố mẹ, để chúng ta cùng nhau xem livestream này, để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải giáo dục con cái mình nó như thế nào, cho con cái mình nó ăn uống như thế nào, để cái sức khỏe của nó tốt hơn, để bé nó trí tuệ hơn, nó thông minh hơn. Thì cái đứa bé nào nó lớn lên nó khỏe mạnh, nó trí tuệ thông minh thì bố mẹ đều vui hết. Và cái đứa bé mà nó bị vấn đề gì là bố mẹ cứ lo lắng. Và chính cái sự lo lắng của các bạn đó, bạn không còn cái đầu óc, bạn không còn cái đầu óc tốt nữa để bạn đi làm ăn kinh doanh nữa, bạn không còn đầu óc để bạn đi làm kiếm tiền nữa. Và nó, chúng ta không biết cách nuôi á, thì nó lớn lên nó cái sức khỏe cơ thể nó không có tốt, và thế là nó bị ảnh hưởng cả đời. Nên là bây giờ các bạn nào xem đoạn livestream này thì các bạn comment xuống, các bạn chào đi, chào mọi người đi, các bạn chào mình rồi mình cũng chào các bạn. Chào bạn Lê Kim Hương, chúng ta cùng nhau chào đi các bạn ơi. Nếu mà chúng ta xem mà chúng ta không chào không thì nó cũng không có tốt, ok, nó không có vui. Và song song đó thì các bạn cũng giới thiệu, chào bạn Lan Anh, vâng, và song song đó thì bạn cũng giới thiệu nhiều người đến, chào bạn Hữu Luyện. Tối nay chúng ta đổi chủ đề, chúng ta không nói về kinh doanh, chúng ta nói về dinh dưỡng cho trẻ em. Chào bạn Trần Thẳng, ok, chào bạn Tuấn Khải, vâng, và các bạn đang ở vùng miền nào thì các bạn comment luôn, các bạn đang ở vùng miền nào. Và các bạn đảm bảo, chào bạn Hà Linh Nhi, ok, bạn ở khu vực nào bạn comment lên. Bạn bạn Duy, bạn Bá Dũng Thái, bạn Dương Tỷ, ok, các bạn ở khu vực nào thì các bạn comment luôn là các bạn đang ở khu vực nào. Đúng ra là lịch tối nay mình không có livestream, cứ mới có 2 người chia sẻ đoạn livestream này các bạn không đông lên. Kẻ cùng tử, bạn Dương Tỷ, bạn chia sẻ đoạn livestream, bấm vào Facebook chia sẻ đi.
Bạn luyện bạn chia sẻ chưa? Bạn kể công tử bạn chia sẻ. Bạn Lan Anh, bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn chia sẻ đoạn livestream này chưa? Cái đoạn livestream này rất là hữu ích đó. À, vậy thì bây giờ mình lại tiếp. Bạn Phan Nguyễn Văn, bạn Bá Dũng Thái ở Hà Nội. Ok. Các bạn ở rất là nhiều vùng miền khác nhau. Các bạn comment lên các bạn đang ở vùng miền nào. Bây giờ mình xem livestream mình thì được 11 bạn chia sẻ rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta chia sẻ thì càng nhiều người vào xem thì chúng ta tuyệt vời hơn. Bây giờ mình đi vào chủ đề. Tại tối nay là mình chia sẻ về cái chủ đề về mình không chia sẻ về cái chủ đề về kinh doanh. Mình chia sẻ về chủ đề dạy con để nó là đảm bảo là nó cái livestream của chúng ta nó không thực sự đông, nhưng mà nếu mà nó lên 100 người thì tuyệt vời. Bây giờ là đã được 30 người rồi và chúng ta cùng nhau góp sức nó lên 100 người, nó rất là tuyệt vời. Vậy thì khi nào chúng ta thường thường á mà chúng ta làm ba mẹ á, bạn Duy ở Nha Trang rất là tuyệt vời, mình ở Cam Ranh. Bạn Dương Tỷ ở Kiên Giang rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta làm bố mẹ thì khi nào chúng ta mới mang con đến bệnh viện? Khi mà con chúng ta nó quá béo phì, con chúng ta nó quá béo phì thì lập tức là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta lại mang con đến bệnh viện liền. Hoặc là con của chúng ta nó quá ốm, nó về cái dinh dưỡng á, nó quá ốm thì chúng ta lại mang con đến bệnh viện ngay. Vậy thì khi nào chúng ta lại mang con đến bệnh viện? Vậy là khi con chúng ta nó có vấn đề, là tức là nó có vấn đề quá béo phì hoặc là quá ốm. Các bạn đảm bảo chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người đi các bạn, để cho nó đông vô, hoặc là các bạn test vào, các bạn đưa vào group nữa, để cho nhiều người cùng biết cái đoạn livestream này nó lên được 30 người rất là tuyệt vời. Tại tối nay chia sẻ cái chủ đề nó không có liên quan tới kinh doanh, đúng ra là chia sẻ kinh doanh. Nhưng mà cái chủ đề mà thấy nó quá hữu ích nên là mình mới livestream mình chia sẻ cho các bạn. Được 12 lượt chia sẻ rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta đang 30 31 lượt xem rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Cùng nhau chia sẻ nó đi các bạn, cùng nhau chia sẻ đoạn livestream này. Bấm vào cái nút chia sẻ, đưa về trang Facebook của các bạn. Và bây giờ mình nói tiếp. Tức là khi con chúng ta nó có vấn đề rồi thì chúng ta lại mới đến bệnh viện. Và lúc đó chúng ta hớt hơ hớt hải thì lúc đó là nó bị ra vấn đề mất tiêu rồi các bạn, đúng không? Đứa nào béo phì thì nó bị béo phì mất tiêu rồi. Đứa nào mà nó bị gì ạ? Bị suy dinh dưỡng thì nó bị suy dinh dưỡng mất tiêu rồi. Và khi gặp trouble vậy thì chúng ta mới lại đi. Thì chúng ta thuộc dạng gì? Chữa cháy mất tiêu rồi. Chào bạn Bùi Thanh Triển. Vâng, chào bạn Triển. Bạn đang ở khu vực nào thì bạn comment vào. Chào bạn Tiến Sao Mai. Vâng, bạn Tiến Sao Mai, hãy chào mọi người đi, comment và chào mọi người. Và bạn đang giới thiệu là bạn đang ở khu vực nào đi ạ? Chào bạn Tiến Sao Mai. Và chúng ta đảm bảo chia sẻ đoạn livestream này để ráng cố gắng mạnh lên được 100 người cùng xem livestream này thì tuyệt vời lắm các bạn ơi. Vậy thì khi mà chúng ta bị vấn đề rồi, con trẻ của chúng ta bị vấn đề rồi, chúng ta mới tới, chúng ta gặp bác sĩ. Và chúng ta mong sao bác sĩ giúp cho con chúng ta nó được khỏe khoắn hơn. Thì thật sự lúc đó bác sĩ cũng rất là khó khăn. Và bác sĩ dùng thuốc ngay. Vậy thì cái đó nó đi từ những cái gì ạ? Những cái sai lầm sau. Sáu cái sai lầm trong xu hướng dinh dưỡng. Thì nó bắt đầu từ cái miệng hết đó các bạn. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ cái miệng. Ok, 6 sai lầm. Mấy sai lầm các bạn ơi? 6 sai lầm. Vậy thì các bạn nào đang xem livestream này thì các bạn ghi đi 6 sai lầm. Comment xuống dưới là ghi là 6 sai lầm. Chào bạn Bùi Thanh Hiền, em ở Thủ Đức, kinh doanh Thanh Long và trái. Ok. Các bạn chia sẻ đi. Vâng, 6 cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất, không cân đối giữa các chất dinh dưỡng. 6 sai lầm, các bạn comment vào. Các bạn ghi vào cái sai lầm thứ nhất. Cái chủ đề này nó rất là quan trọng, nên là tối nay mình mới dành để mình livestream cho các bạn. Nên là các bạn đảm bảo để nghe cái đoạn livestream này. Như thế nào ạ? Không cân bằng giữa các chất dinh dưỡng. Nghĩa là trẻ thì thường có người thì cho trẻ ăn quá nhiều đạm. Có người thì trẻ nó đâu có biết kiểm soát đâu. Nên các bạn cho nó ăn quá nhiều đạm, tức là cho ăn thịt nhiều quá. Hoặc là chúng ta cho nó ăn gì các bạn cho gì, cho trẻ ăn, cho trẻ uống nước ngọt nhiều quá, uống nước ngọt nhiều quá, thích nước ngọt thì chúng ta cứ cho trẻ, mà trẻ nó đâu cái kiểm soát được, trẻ nó không kiểm soát được, nên là nó như thế nào
các bạn lại cho nó uống nước ngọt nhiều quá, hoặc là các bạn cho nó ăn cái sản phẩm nhiều đạm quá, hoặc là các bạn cho nó ăn thức ăn nhanh fast food nhiều quá. Trẻ nhỏ đâu có kiểm soát được, và người lớn của chúng ta nuôi trẻ thì chúng ta phải có cái trách nhiệm đó, chúng ta phải có cái trách nhiệm đó. Và chúng ta cho trẻ ăn nhiều quá thì nó sẽ trở nên gì ạ? Nó sẽ trở nên béo phì. Mà đáng lẽ chúng ta phải cho bé ăn thêm ít rau, ăn trái cây, cái khẩu phần nó phải có những cái điều đó. Nếu mà chúng ta không biết cách thì chúng ta cho trẻ ăn nó quá nhiều cái sản phẩm đồ đạm, tức là gọi là thiếu cân bằng trong việc cho trẻ ăn cái dinh dưỡng. Và thế là nó trở thành một đứa bé rất là béo phì, và các bạn thấy rất là tội nghiệp cho nó. Một đứa bé mà nó đã bị béo phì rồi, tội nghiệp. Thì thực sự đứa bé nào mà nó béo phì á, là cái công đóng góp của người lớn rất lớn vào trong đó. Chúng ta không đổ thừa cho trẻ được, bởi vì trẻ nhỏ nó không ý thức được. Hoặc là những đứa nó khó ăn thì nó ốm. Các bạn vô giải thích, các bạn hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có hiểu không, thì các bạn ghi ra, các bạn nốt ra, các bạn nhớ được. Chúng là có phần đóng góp của người lớn. Trẻ mà béo phì hoặc trẻ quá gầy là chúng ta có phần đóng góp của người lớn rất là nhiều, và nó ảnh hưởng tới hệ lụy, rất là nhiều hệ lụy. Nó mất cân bằng ở phía sau, và sau này đứa trẻ nó lớn lên là các bạn, nó ảnh hưởng nhiều lắm. Chào bạn Hà Phạm, chào bạn Văn Hồ. Các bạn đang ở khu vực nào thì các bạn comment lên đi. Các bạn đang ở khu vực nào, chúng ta bạn nào đảm bảo live stream thì chúng ta cùng nhau chào mọi người đi. Hà vô chào mọi người. Rồi các bạn chia sẻ đoạn live stream này đến cho nhiều người. Bạn Bùi Thanh Hiền, hiện em làm MC, mong hợp tác với các bạn, rất là tuyệt vời. Bạn Thanh Hiền rất là năng động. Ok. Bạn Hà Phạm chưa thấy bạn. Bạn Lò Hoa không tên. Em chia sẻ đoạn livestream này về Facebook của em, và em mời nhiều người bạn vô cùng nhau xem đoạn livestream này. Tối nay mình không nói về kinh doanh, mà mình nói về cái phương pháp dinh dưỡng cho con. Và trên Face của chúng ta giờ này là đang là 31 bạn, và nếu mà chúng ta tăng lên 100 bạn thì rất là tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cho bạn cái số 2. Cái số 1 rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nói tới cái số 2. Cái sai lầm số 2 trong chế độ dinh dưỡng đó là cái gì à? Là khoảng cách giữa các lần ăn không có hợp lý. Đó là cái sai lầm số 2. Là khoảng cách giữa các lần chúng ta cho bé ăn nó không có hợp lý. Nó hoàn toàn nó không có hợp lý. Ví dụ như là cái bữa ăn, ví dụ đúng bữa ăn. Ok, đúng bữa ăn nên là, tuy nhiên chúng ta không có cho đúng bữa ăn, mà chúng ta cho nó ăn cái lúc á, thì chúng, tức là cái người nuôi á, chúng ta cứ có cảm giác là sợ con đói. Sợ con đói, và cứ chúng ta cho nó ăn dặm như vậy, và khi nó ăn dặm vậy thì nó lại càng hỏng đói. Bạn dùng ra cái quy tắc à, cả người lớn của chúng ta cũng cũng vậy. Chúng ta ăn dặm vậy thì chúng ta lại càng không đói, và càng không đói thì con nó lại càng không ăn, và cái lúc nó đói thì chúng ta lại không biết nó đói, và cái lúc nó no thì nó lại quá no. Bạn hình dung ra này chưa? Và chính vì cái yếu tố đó, nó làm như vậy, nó làm giữa các bạn nó không có hợp lý. Giữa các bạn nó không có hợp lý thì có cái đứa thì nó thích ăn thì nó ăn quá no hoài thì nó sẽ trở nên béo phì. Có đứa nó biếng ăn á thì nó ăn một chút xíu vô nó nê và nó không thèm ăn nữa, và nó luôn ở cái tình trạng là thiếu dinh dưỡng. Tại vì các bạn thấy, chúng ta chỉ cần ăn một chút xíu vào mà không đúng bữa, chúng ta cứ nê hoài, và tới đúng cái bữa chính chúng ta vẫn không có ăn, và nó làm cho chúng ta no hoài. Và chúng ta no hoài vậy thì nó như thế nào chúng nó không muốn ăn nữa. Và thế là dẫn đến gì con trẻ rất là ốm yếu. Vậy thì hồi nãy giờ các bạn xem, các bạn thấy những chia sẻ mình có hữu ích đâu các bạn comment xuống các bạn thấy hữu ích. Còn nếu những cái chia sẻ này không hay thì các bạn cũng comment xuống là các bạn nói không có hay, để mình biết năng lượng, để mình chia sẻ. Ok, là sao bạn Lan Anh vậy? Ok, chúc mình càng muốn bạn có cái comment nó rõ ràng hơn. Ok là sao nhỉ? Ok, nó là văn nói chứ không phải như nó là văn viết thì phải. Bạn comment nó rõ ràng hơn một chút xíu đi. Và bạn nào chưa chia sẻ đoạn live stream này thì các bạn giúp mình chia sẻ đoạn live stream này để cho nhiều người cùng biết bạn. Các bạn giúp để ba mẹ người ta biết, người ta cho con mình ăn đúng lúc thì chế độ dinh dưỡng, và các bạn giúp một đứa trẻ nó lên mạnh khỏe, là chính bạn là người giúp đó các bạn. Giúp
chúng ta giúp giúp những người chúng ta xung quanh nó tốt hơn. À, chào chào bạn Trâm Bùi. À, vậy thì vừa rồi mình chia sẻ đến cái số 2 rồi và các bạn thấy nó có tuyệt vời không? Và các bạn ghi xuống các bạn tuyệt vời, không ai ghi hết. Sao các bạn không comment, không ai comment hết vậy? Ok chưa? À, vừa chia sẻ đoạn livestream này mình xem trên cái máy của mình thấy mới có 21 bạn chia sẻ à. À, mà ở trên này là đang là lòng vòng khoảng 40 rồi. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy mình chia sẻ như thế nào thì các bạn cứ comment vào, các bạn chia sẻ các bạn thấy là hữu ích thì các bạn ghi là hữu ích. Vâng, bây giờ mình nói đến cái sai lầm số 3. Sai lầm số mấy các bạn ơi? Sai lầm số 3. Sai lầm số 3. À, vâng, bạn Kho Phạm rất là tuyệt vời. Ngộ ra là sao em nói hay mà hi. À, ngộ là sao em bạn comment cái từ ok thì không hiểu cái từ ok nó nghĩa là sao. À, hay là rất tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình chia sẻ đoạn cái sai lầm số 3. Các bạn ghi xuống sai lầm số 3. Sai lầm số 3 là ăn nhiều lần trong ngày, đặc biệt là ăn quà vặt. Ok chưa? Chúng ta cho trẻ ăn nhiều lần quá. Ăn nhiều lần trong ngày quá. À, chứ ăn cứ lắc nhắc rồi, đặc biệt là hở chút là cứ cho trẻ ăn. À, hở chút là cứ cho trẻ ăn, hở chút là nó cứ chúng ta cứ cho trẻ ăn. Và ăn lắc nhắc nhiều quá, đặc biệt là ăn quà vặt nhiều quá, đến bữa chính thì trẻ nó không muốn ăn nữa. À, tức là chúng ta cho ăn lắc nhắc nhiều quá. À, các bạn hiểu chưa? Ăn lắc nhắc nhiều quá nó là chừng tới bữa thì trẻ nó lại không muốn ăn nữa. À, đó là cái sai lầm số 3. Và chúng ta phải lưu ý cái này. À, chào bạn Sang Nguyễn, em là Sang DRC, bài chia sẻ của thầy quả thiệt. Ok, cảm ơn bạn Sang rất là nhiều. Vâng, lâu quá mới gặp bạn. À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Lúc này bạn kinh doanh rồi như thế nào rồi? À, bạn cho mình biết. Ok chưa? À, vậy thì cái sai lầm số 3. Sai lầm số 3 là chúng ta cho trẻ ăn lắc nhắc, ăn quà vặt đồ nhiều quá. À, và đến bữa ăn chính thì nó không thèm ăn nữa. Và khi nó không thèm ăn nữa thì các bạn biết là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nó rất là nhiều. Các bạn hiểu chưa? Rồi. Cái sai lầm thứ tư đó là chúng ta ép trẻ ăn. Ép, chúng ta hay ép trẻ. Ép trẻ như thế nào? Tâm lý trẻ là có những đứa, các bạn trăm tâm lý trẻ là chúng ta như thế nào? Chúng ta dễ bị khủng hoảng nếu bị ăn quá mức, hoặc là đặc biệt trẻ biếng ăn thì nó trở nên phản tác dụng với vấn đề này. Tức là có những đứa nó thích ăn, các bạn càng ép thì nó lại càng ăn. Và nó càng ăn thì sao? Nó lại càng gì càng nó dư chất dinh dưỡng ra. Và nó sẽ nhanh trở lên rất là béo phì. Bạn Sang Nguyễn, tình hình kinh doanh đang vào mùa cao điểm, cũng đang triển khai tour du lịch dịp 30 rồi thầy ạ. Cảm ơn thầy, chúc thầy và sức khỏe. Vâng, cảm ơn bạn Sang Nguyễn. Vừa rồi mình mới ra cái quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Không biết bạn Sang đã có chưa? Nếu bạn Sang có rồi, quyển sách này mình chia sẻ rất là nhiều bí quyết ở trong này bạn Sang ạ. Nếu mà được thì bạn hãy tham khảo cái quyển sách này. Bạn quan tâm thì bạn cho mình, các em sẽ giao đến nhà bạn đây. Quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi, nó chia sẻ những bí quyết kinh doanh á bạn Sang. Và quyển thứ hai của mình là quyển Vượt Biển Lớn. Ok, nếu mà bạn chịu khó muốn có cái quyển sách này thì quyển sách thứ hai của mình là quyển Vượt Biển Lớn bạn Sang ơi. Và nếu mà bạn Sang chịu khó mua hai quyển này đọc thì về nó nâng cao cái khả năng kinh doanh của chúng ta lên. Bởi vì những cái bí quyết, những bài học mình chia sẻ ở trong này. Đây là cái quyển Mỗi Ngày Một đây này, hai cái quyển sách của mình. Cảm ơn bạn Bá Dương Thái, em mua cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, nó còn hai kinh khủng nữa bạn Dương Thái ơi. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ mình lại chia sẻ tiếp. Vậy là hồi nãy là mình đã chia sẻ tới cái sai lầm số mấy rồi các bạn ơi? Mình đã chia sẻ sai lầm thứ mấy rồi? Chúng cho sai lầm số 4 là chúng ta cứ thúc ép trẻ ăn. Vâng bạn Văn Hồ, nếu mà em chịu khó em đọc cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì em lại ngộ ra nhiều điều nữa.
mình hướng dẫn rất là chi tiết cái hành trình làm kinh doanh ở trong đó. Và mình nói tiếp cái sai lầm số 4 là chúng ta thúc ép trẻ ăn. Và cái đứa biến ăn thì nó lại càng sợ ăn. Và cái đứa mà nó thích ăn thì nó ăn hoài, nó no, và thế là nó trở nên một là béo phì, hai là rất là ốm. Đó. Và cái thứ ba, cái sai lầm số 5, các bạn ghi vào cái sai lầm số 5 đi, ghi vào. Ghi lầm số 5 là cho trẻ ăn khuya trước giờ đi ngủ. Có một tâm lý chung là ba mẹ sợ con đói, sợ nửa đêm đói, và trước khi ngủ thì chúng ta cho bé ăn. Các bạn thấy mà người lớn của chúng ta trước khi ngủ ăn còn nguy hiểm nữa, chứ đừng có nói trẻ nhỏ mà trước khi ngủ sợ nửa đêm nó đói, rồi sợ nửa đêm nó đói bụng nó thức dậy, và thế là chúng ta cho bé nó ăn, và cho chúng ta cho bé nó ăn nó như vậy á, thì các bạn thấy là buổi tối nó đâu có tiêu thụ được, buổi tối ngủ mà nó đâu có tiêu thụ được, và nó sẽ dẫn đến cái gì nó sẽ dẫn đến là trẻ sẽ gì trẻ rất là no và rất là dễ bị béo phì. Và nhiều ba mẹ lại dẫn đến những cái sai lầm này. Và vừa rồi các bạn thấy mình chia sẻ có tuyệt vời không, thì các bạn comment xuống, các bạn ít comment quá, và các bạn chia sẻ đoạn video đến cho nhiều người. Và bây giờ mình chia sẻ đến cái sai lầm số 6. Sai lầm số 6 các bạn là chúng ta hay cho trẻ bú đêm, mặc dù trẻ đã lớn rồi. Bú đêm á các bạn, chúng ta có cái bình sữa và chúng ta cho trẻ bú ở đêm, cứ nửa khuya chúng ta cho trẻ bú, ok chưa? Và không, trẻ nhỏ thì nó bú được, lúc mà nó còn nhỏ tuổi thì nó chút nó chỉ sống bằng sữa không, thì cái đó mình không nói. Tức là cái đứa nó đã 3 tuổi rồi á, mà đã lên hơn 2 tuổi rồi mà chúng ta vẫn còn có cái hành vi đó thì rõ ràng là nó không có tốt. Là chúng đã lên bắt đầu từ 2-3 tuổi là chúng ta phải tập hành vi cho bé ăn uống điều độ thôi, chứ chúng ta không có được là cho trẻ nó bú đêm vậy thì nó không có hữu ích. Con em tối nào cũng bú trước khi ngủ thì ok, bé còn nhỏ thì tốt em, bé đang sống bằng sữa thì bú, còn mà bé đã lớn rồi thì không có cần. Ok chưa? Đó, bắt đầu tập cho bé trước đi, ăn uống theo bữa. Chúng ta là nó béo phì nó không có tốt, ok chưa? Nó béo phì, hoặc là nếu mà uống thì uống một bình sữa nhỏ theo cái tiêu chuẩn á, mà cái nhà các bạn mua sữa của Vinamilk nó có đó, một cái bình sữa rất là nhỏ như vậy thôi, giống như nó uống nước trước khi ngủ thì được. Chứ còn mà chúng ta cho ăn nặng quá thì không có được, không có tốt cho bé chút xíu nào hết. Vâng. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ 6 cái sai lầm, các bạn thấy có tuyệt vời không? Nó tuyệt vời thì các bạn comment xuống, bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời. Và bây giờ sẵn còn thời gian luôn. Bây giờ mới 10 giờ, còn sớm. Vậy thì mình chia sẻ luôn bạn 6 cái cách để giúp trẻ phát triển cân đối. Chào bạn Bùi Văn Trúc, lâu quá mới gặp lại bạn. 6 cách để giúp cho trẻ phát triển được cân đối. 6 cách, mấy cách các bạn? 6 cách. Ok, các bạn comment xuống các bạn thấy là 6 cách. Nghĩa là vừa rồi á, mình chia sẻ các bạn gì? 6 cái sai lầm. Và bây giờ mình lại tiếp tục chia sẻ bạn 6 cái cách để giúp cho trẻ phát triển cân đối. Ok, cảm ơn bạn Hải Âu, cảm ơn bạn Kiên Giang. Rất là tuyệt vời. Và các bạn nào mà chưa chia sẻ đoạn live stream này thì các bạn nhớ chia sẻ đi nhé. Chào bạn Thanh Thúy, ok chưa? Các bạn nào chưa chia sẻ, bé nhà em biến ăn quá thẻ, có cách nào giải quyết không? Ok, bạn Nhân Trung, bạn Anh Dũng, chào bạn Anh Dũng. Các bạn ở khu vực vùng miền nào thì các bạn comment vô. Chúng ta hay có thói quen bắt trẻ ăn trước khi ngủ. Ok, vậy thì bây giờ cái cách thứ nhất nè, theo cách thứ nhất nè, cách thứ nhất, tìm hiểu kỹ về chế độ dinh dưỡng, ok chưa? Chúng hồi nãy mà nói rồi, chúng ta cứ có cái tật xấu là khi con chúng ta nó béo phì hoặc con chúng ta nó quá suy dinh dưỡng thì chúng ta mới đi đến bệnh viện và gặp bác sĩ, thì đó là một cái sai lầm rất 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 là lớn, vô cùng lớn, mà chúng ta cần phải gì ạ? Ồ, cái bạn Văn Hồ, em muốn kinh doanh kem trị nám của Nhật thì em phải làm gì trước nhất? Bạn Văn Hồ hỏi không đúng lúc rồi, mình đã nói tối nay cái chủ đề chia sẻ tối nay là nói về trẻ em, tự nhiên vô hỏi về kinh doanh trị nám nào trong này, trời
chúng ta phải đúng lúc, chúng ta phải đúng lúc. Bạn Văn Hồi, à, bạn Hoàng Trương, bạn comment cái gì không hiểu luôn. Cái số 1 là chúng ta phải tìm hiểu chế độ dinh dưỡng. Chúng ta phải tìm hiểu chế độ dinh dưỡng. Cái sai lầm của bố mẹ là như thế nào ạ? À? Khi con mập rồi hoặc con ốm rồi mới tới đi gặp bác sĩ thì nó vấn đề mất tiêu rồi. Nó xảy ra vấn đề mất tiêu rồi. Cách nói về người mập không thầy? À, đúng rồi Trương. Trương đang mập, đúng rồi. Thì chúng ta cần phải gặp bác sĩ dinh dưỡng để chúng ta tham khảo, chúng ta khuyến cáo. Mình làm ơn các bạn là con các bạn đang nhỏ là các bạn phải đi ít nhất một lần gặp chuyên gia dinh dưỡng để người ta cân đong đo đếm cho con mình, người ta lên một cái biểu đồ cho mình. Ồ, hay lâu lâu mới thấy thầy livestream. Trời ơi, vậy là bạn Văn Hồ là sao rồi? Chứ mình livestream tuần nào mình cũng livestream ít nhất là 2 lần. Tuần này là tối nay mình livestream này là lần thứ 2 rồi nè. À, vậy là bạn không quan tâm rồi. Tuần nào mình cũng livestream ít nhất là 2 lần hết. À, có tuần 3 lần, có tuần 2 lần. Vâng, vậy thì chúng ta cần phải tham khảo một cái biểu đồ dinh dưỡng của bác sĩ. Các bạn nên nhớ, con cái nó lớn lên, ta sinh con ra đời thì chúng ta phải có trách nhiệm làm cho chúng ta, thứ nhất, sức khỏe của nó tốt. Cái thứ hai, trí tuệ của nó tốt. Cái thứ ba, chúng ta phải cho nó trải nghiệm, nó học, nó có kiến thức. Nếu chúng ta đã có trách nhiệm sinh con ra đời mà chúng ta làm cho con chúng ta béo béo phì thì lỗi rất lớn ở ta. Các bạn nên nó như vậy. À, chưa mập thì đúng rồi, hay bu đèn đầu. Bạn Trích, bạn Trúc nói rất là tuyệt vời. Em 8 tuổi rồi mà có 2 mai. Ồ, con bạn bị suy dinh dưỡng mất tiêu rồi. 8 tuổi 2 mai ký là suy dinh dưỡng rồi. À, các bạn, em phải, bạn Lan Anh á, là ngày mai phải gặp. À, mai á, bạn Lan Anh không biết là bạn ở đâu nhỉ? Và bạn phải đi gặp ngay liền. À, chào bạn Nguyễn Hồng. Ok chưa? Bạn Lan Anh, bạn phải đi gặp ngay bác sĩ dinh dưỡng liền. Cái mà nói này, cái trách nhiệm làm bố mẹ của chúng ta là không phải chúng ta sinh nó ra rồi, mà trách nhiệm của chúng ta phải cho con chúng ta trước khi nó trưởng thành, nó phải có cái nó phải có một cái cơ thể khỏe mạnh chưa xong, nó phải có một cái trí tuệ rất là tuyệt vời, nó phải có những cái kỹ năng của một cái đứa trẻ nó lớn lên nó rất là tuyệt vời. À, và nó phải có những cái kiến thức, những tri thức để nó chào đời, nó vào đời. Nếu chúng ta làm bố mẹ mà chúng ta bị yếu một trong những cái điều đó có trách nhiệm là chúng ta đã chưa hoàn thành trách nhiệm làm ba mẹ. Không phải là chúng ta có tiền cho nó ăn không. Không phải có nhiều tiền mới làm được. Mà chúng ta hiểu về khoa học, chúng ta am hiểu về. Bởi vì sao? Một đứa trẻ nó lớn lên mà nó không có được sức khỏe là các bạn biết nó khổ cả đời. À, và vô hình trung chúng ta tạo ra một cái đứa bé nó phát triển không có cân đối, điều đó lỗi của chúng ta rất là lớn. Đó là lý do mà các bạn cần phải rất là nghiêm túc. À, con em 5 tuổi 24 ký, cao to nhất nhì lớp. Ok, tuyệt vời bạn Âu. Ok, như vậy rất là tuyệt vời. À, mà chúng ta có tinh thần chia sẻ cho trẻ em và quan tâm tới trẻ em, chúng ta là người rất là tuyệt vời. Mấy bữa mình livestream về kinh doanh đó, thì cái lượng người rất là đông, lên 200-300 người. Nhưng mà tối nay mình chia sẻ livestream về dinh dưỡng cho trẻ em đó, thì nó rất là vắng. Rõ ràng là chúng ta chưa ý thức được việc này nó là quan trọng. Chúng ta chưa ý thức việc này nó là quan trọng, và cái điều này nó sẽ trả giá rất là nhiều các bạn. À, chúng ta cần phải có sức khỏe tốt, chúng ta cần phải tốt lực rút. Đi ra kinh doanh cứ lo làm kinh doanh, lo kiếm tiền mà sức khỏe không tốt thì chừng cuối cùng làm gì nữa. Chúng ta cần phải can cơ. Vậy thì bây giờ mình chia sẻ cái vấn đề số 2. Các bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ livestream này đến với những người thân của chúng ta, những người đang làm bố mẹ và những người sắp làm bố mẹ. Vậy thì bây giờ mình chia sẻ cái thứ hai. Thứ hai là chúng ta phải thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý. Mà như thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lý? Tức là chúng ta hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều đạm, hạn chế trẻ uống quá nhiều nước ngọt, hạn chế trẻ ăn quá nhiều fast food. Hạn chế, mình dùng cái từ hạn chế chứ không phải là cái từ là không ăn. À, hạn chế.
Nghĩa là chúng ta cần có cái chế độ, ví dụ là lâu lâu con nó cũng nên uống ly nước ngọt thì thời tốt, lâu lâu một tuần thì dẫn nó đi ăn fast food gà đồ vậy thì cũng được tốt, chứ không có phải là cho nó ăn hoài. Tức là chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Hạn chế fast food, hạn chế thức ăn vỉa hè, hạn chế những thực phẩm mà nó không dinh dưỡng. Chắc tại người ta nghĩ không phải chuyên môn của thầy nên không xem thầy ạ. Ok, mình cái này nó không cần chuyên môn mà cái này là cái kinh nghiệm thôi, cái kinh nghiệm thôi, chứ cũng chả phải là chuyên môn gì. Cái chuyện này là kiến thức thường thức á, mà nó cũng chả phải là chuyên môn gì ở chỗ này đâu. Bạn Thái Thọ, ok, chào bạn Thái Thọ, chào bạn Diệu Phạm, ok chưa? Và cái thứ ba, cái chia sẻ thứ ba, cái chia sẻ thứ ba đó là hình thành những cái thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ đầu. Hãy tập cho trẻ ngay từ đầu, ngay từ nhỏ. Tập cho trẻ cái thói quen ăn uống lành mạnh. Nó thích ăn sushi mà nhìn sushi không có sạch. Vậy là trẻ nhỏ mà. Trẻ nhỏ chúng ta phải luyện cho nó thôi. Trẻ nhỏ nó như một tờ giấy trắng vậy á. Có thể nó không thích cái này và có thể nó thích cái kia. Nhưng mà người lớn của chúng ta, nếu chúng ta hiểu được chế độ dinh dưỡng thì chúng ta luyện cho nhỏ, chúng ta tập cho nhỏ được, chứ không phải là nó thích hay họ không thích. Trẻ nhỏ mà, nó cứ làm theo cái cảm tính thôi. Chúng ta hình thành những thói quen ăn uống lành mạnh. Bản thân mình này, bây giờ mình lớn này, mình hạn chế uống bia lắm. Vừa rồi tất niên các bạn, tất niên bia mình không uống bia. Sau đó các bạn đi nữa thì mọi người uống bia, mình tuyệt đối mình không uống bia. Mình lấy cái lon nước yến ra mình uống. Mình không uống một giọt bia nào hết. Lâu lâu đi những tiệc quan trọng thì mình cũng có uống bia, nhưng mình uống không quá một chai. Mình không có uống nhiều. Uống nhiều đó nó vào nó phá ruột gan phèo phổi của chúng ta hết. Tức là chúng ta đưa một cái chất vào mà nó phá cái cơ thể chúng ta, và chúng ta vẫn cứ bình tĩnh đưa vào, thì mình thấy mọi người rất là can đảm. Bản thân mình thì không. Mình luôn luôn kiểm soát cái điều đó. Từ học em đã nghĩ khỏe và bia. Ok. Uống bia lâu lâu giao lưu là tốt. Tuy nhiên uống bia một chai hai chai tốt. Chúng ta uống bia quá nhiều thì tự nhiên chúng ta phá cơ thể, chúng ta phá gan chúng ta hết, chúng ta phá thận của chúng ta hết. Nó không tốt chút xíu nào. Mà thay vì chúng ta uống đó thì chúng ta uống những cái nước dinh dưỡng đều tốt vào cho sức khỏe của chúng ta chứ cho ai đâu. Và khi sức khỏe chúng ta tốt thì chúng ta tập với nhiều người, chúng ta giúp được nhiều người. Sức khỏe chúng ta yếu thì làm sao chúng ta làm ra được, chúng ta giúp nhiều người được. Rồi bây giờ mình chia sẻ đến cái số 4 là chú ý đến cách chế biến. Thường thường cái ba mẹ ở nhà chúng ta chế biến, và chúng ta có rất là nhiều bạn cái thói quen ở nhà chúng ta chế biến nó, chúng ta chế biến chiên nấu xào nướng nhiều quá. Mà chúng ta không có để thực phẩm tươi. Chúng ta không có để cái tươi ngon trên nguyên. Uống bia ít thì tuyệt vời thầy. Ok, bạn Nhân Trong đúng. Mình uống có chai à? Chưa, hiếm khi mình uống tới chai thứ hai lắm. Đúng chai thôi. Ai có ép kiểu gì thì mình cứ nói mình cứ mời mọi người đó uống đi. Mình chỉ uống được bao nhiêu lượng mình, bao nhiêu thôi, đừng có ép mình. Mình cứ nói thẳng vậy á. Nên là nó không thành vấn đề đó. Chúng ta cứ nói thẳng thôi. Uống bia chơi nhiều nó mệt lắm. Vậy thì một trong những cái thói quen lành mạnh là cái cách chế biến thức ăn. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nấu nó quá chín, hoặc là chúng ta chiên xào nấu nhiều quá. Dĩ nhiên không có thì không đúng, vẫn có. Tuy nhiên chúng ta cái gì cũng chiên xào nấu, cái gì cũng chiên xào hết, dầu đồ nó nhiều quá, nó rất là khó tiêu. Và chúng ta cho trẻ ăn ngay từ những điều đó thì nó lại là không tốt. Có cách này bỏ cà phê không thầy? Nhiều người nghiện nó lắm. Bé em ở nhà uống ké riết, em sợ bé bị nghiện. Ok. Cái đó là do em tập cho bé thôi. Em tập cho bé thôi. Mình hãy làm gương cho bé. Người lớn làm gương cho bé. Bambi nhà mình cũng vậy. Ba làm cái gì là nó bắt trước, nó làm cái đó theo ba. Tuy nhiên là mình, người lớn mình phải làm gương cho bé thôi. Người lớn mình cứ la là con không được uống cà phê, nhưng mà mình lại uống cà phê thì làm sao mình dạy bé được. Bạn dùng chưa? Và nếu nó uống vậy thì nó nghiện là đúng rồi. Bạn luyện cho nó nghiện ngay từ nhỏ rồi. Người lớn là phải làm gương. Điều đó là điều chắc chắn rồi. Bởi vì trẻ nhỏ nó rất là ngây thơ, nó là trong trắng, nó không biết cái gì hết.
cái thói quen nấu nướng chế biến sản thực phẩm nó rất là quan trọng. Chúng ta nướng hoặc chúng ta chiên xào dầu mỡ đồ không, mà chúng ta quên đi rằng là chúng ta luộc và chúng ta tìm cái thực phẩm tươi ngon để chúng ta dùng. Cái thứ năm là luôn tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn của gia đình. Nhiều trong gia đình đó là cái bữa ăn nó không có vui vẻ, ba mẹ ngồi nói chuyện rồi cãi lộn với nhau rất là ồn ào, làm con cái nó bị stress. Các bạn trẻ trẻ nhỏ nó bị stress, nó vừa ăn mà nó thấy ba mẹ cãi lộn nhau to tiếng nhau nó bị stress, thì đâm ra cái thực phẩm nó ăn vô, những cái gì nó ăn vô nó cũng bị ảnh hưởng. Bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta cần phải gì cần phải vượt qua được những cái yếu tố đó. Cái số 6 là chúng ta phải khuyến khích trẻ tập dục, tập thể dục thể thao ngay từ nhỏ. Tập thể dục thể thao ngay từ nhỏ để nó có cái thói quen tốt. Ở ta thì chúng ta ít làm cái điều này. Chúng ta rất ít làm cái điều này, bởi vì cha mẹ cũng có tập thể dục đâu. Ngủ thì sáng, đặc biệt ở Sài Gòn ngủ thì từ 7 giờ sáng mới dậy. Ông nào dậy sớm nhất là 6 giờ sáng, chính người lớn của chúng ta cũng không có tốt. Và chúng ta làm cho trẻ nhỏ nó cũng không có noi gương theo cái việc đó, và nó cũng hoàn toàn không có tốt chút xíu nào. Bởi vì chúng ta là có trách nhiệm là người lớn, chúng ta sinh bé ra, chúng ta phải cho bé phát triển, cơ thể bé khỏe mạnh, sức khỏe bé tốt, bé có những cái thói quen rất là lành mạnh, giúp cho bé có kiến thức, giúp cho bé có trí tuệ tốt. Nghĩa là chúng ta đã làm trách nhiệm của người làm ba làm mẹ tốt, chứ không phải là chúng ta chưa có trách nhiệm. Chúng ta tạo nó ra đời này rồi nó lớn lên kiểu gì nó lớn, thì chúng ta không có hoàn thành trách nhiệm của người lớn của chúng ta. Các bạn nào mà chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn bấm vào, các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người, và hoặc là các bạn tag những cái người mà làm ba làm mẹ vô nghe cái đoạn livestream này. Vô xem, mình cũng vẫn để cái đoạn livestream này ở trên Facebook luôn. Khi nào cần xem thì các bạn cứ vào xem để nhớ. Vậy thì bây giờ mình review lại. Vừa rồi là mình chia sẻ bạn là 6 cái sai lầm, đúng không, trong chế độ dinh dưỡng. Sai lầm thứ nhất là cái gì không cân đối giữa các cái chất dinh dưỡng với nhau, cho ăn cái chất này nhiều mà chất kia ít. Bởi vì chúng ta cái sai lầm thứ hai là các cái khoảng cách giữa các lần ăn không có hợp lý. Cái sai lầm thứ ba là ăn nhiều lần trong ngày, đặc biệt là hay ăn quà vặt, ăn lắt nhắt. Cái sai lầm thứ tư là thúc ép. Đâu cần là chuyên gia đâu mà thầy chia sẻ rất là thôi. Cảm ơn bạn chuyên gia. Nhiều lúc mấy ông chuyên gia ông nói sâu về chuyên môn đó, nên là nhiều lúc chúng ta cũng chả hiểu được đâu. Chúng ta cứ nói với nhau như vậy nhiều lúc nó ok hơn. Bạn chuyên gia ha. Sai lầm thứ tư là chúng ta đừng có thúc ép trẻ ăn. Ép trẻ ăn nhiều quá nó cũng không có tốt. Sai lầm thứ năm là cho trẻ ăn khuya trước khi ngủ. Và sai lầm thứ sáu là cho trẻ bú đêm. Trẻ nhỏ chưa đến 2-3 tuổi thì chúng bú đêm được, nhưng mà trẻ nhỏ lớn thì chúng ta không nên cho bú đêm. Và sáu bí quyết để giúp cho trẻ nó cân đối. Bí quyết thứ nhất là tìm hiểu kỹ về chế độ dinh dưỡng. Chúng ta hãy đi thẳng tới những bác sĩ dinh dưỡng, những cái bác các ở bệnh viện đồ đều có hết. Có sự dinh dưỡng, và chúng ta cần có cái biểu đồ tư vấn trẻ dinh dưỡng cho mình để chúng ta cho con ăn theo biểu đồ cho nó phù hợp. Các bạn thấy cái cầu thủ không? Các bạn thấy cầu thủ bao đau, họ ăn theo chế độ dinh dưỡng rất là kỹ lưỡng và nguyên tắc. Huống chi chúng ta cũng đang là huấn luyện viên của chính con của mình. Nếu chúng ta mà con của mình mà lớn lên mà nó eo ợp hoặc nó béo phì hoặc nó ốm thì chúng ta là người huấn luyện viên tệ nhất trên đời này. Bạn nên nhớ vậy. Chúng ta đang là huấn luyện viên. Vừa rồi các bạn nào xem đội tuyển U23 thì các bạn thấy một người huấn luyện viên tuyệt vời là một người phải cho cái lứa cầu thủ đó nó có một cái sức khỏe rất là tuyệt vời. Nó có sức khỏe rất là dữ dai và nó đá những cái quả nó rất rất là tuyệt rồi. Còn nó như thế nào chồng em cứ sợ không to nên ép ăn nó nhiều. Ok, cả hai vợ chồng hãy thảo luận nhau. Chứ chúng ta không có lên đây mà chúng ta đổ thừa cho chồng hay là đổ thừa cho vợ gì hết. Cả hai vợ chồng là huấn luyện viên của một đứa trẻ thì chúng ta phải ép, phải gì phải có, phải hiểu khoa học. Nếu còn không
chúng ta sơ một đứa con ra, chúng ta là huấn luyện viên họ, chúng ta cho để cho nó béo phì hoặc là cho nó ốm gầy gòn, chúng ta là huấn luyện viên tệ không thể tưởng được, bạn anh hiểu chưa? Thứ hai đó là thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghĩa là cho ăn uống cân bằng, cho ăn uống cân bằng, chứ không phải là chất béo nhiều quá, fast food nhiều quá, nước ngọt nhiều quá, ok chưa? Phải cho nó chế độ ăn uống rất là cân bằng, và rất là tuyệt vời. Cái thứ ba là hình thành chúng ta có những cái thói quen ăn uống tốt, lành mạnh ngay từ đầu. Cái thứ tư đó là tập trung vào cái cách chế biến, làm sao mà cho sản phẩm nó vẫn còn tươi ngon, lựa những cái thực phẩm tươi ngon để cho trẻ ăn. Và cái thứ năm là luôn tạo cái bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn trong gia đình. Chứ có nhiều trẻ mình thấy nó ăn tội nghiệp nó quá, ba mẹ la nó quá trời, cho bà ăn bà la nó quá trời, đánh đập nó, bắt nó ăn, trời ơi, mà nói tra tấn trẻ kinh khủng. Chúng ta huấn luyện viên gì kỳ lạ vậy. Và cái thứ sáu là khuyến khích trẻ tập luyện thể thao thể dục ngay từ nhỏ. Vậy thì các bạn thấy cái chủ đề hôm nay mình chia sẻ cái tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn chia sẻ xuống và các bạn nói là tuyệt vời, và các bạn bấm chia sẻ. Bạn nào nãy giờ chưa chia sẻ thì bấm chia sẻ lại video này và các bạn lưu lại. Các bạn không những thế mà các bạn còn lưu lại nữa. Và các bạn như thế nào các bạn tóm những cái người mà quan tâm đến cái chủ đề này nè, để vào xem. Vừa rồi mình chia sẻ bạn tới 2 cái thôi, 6 cái sai lầm và 6 cái mà chúng ta cần nên thực hiện, tất cả là 12 cái. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa qua thì mình có ra 2 cái quyển sách này, và bạn nào chưa có trên tay 2 cái quyển sách này thì các bạn inbox cho mình, để mình gửi đến các bạn hai cái quyển sách này, mỗi ngày một chút thôi và vượt biển lớn. Và các bạn cứ inbox khắp mọi miền đất nước luôn, cái quyển sách này sẽ được gửi đi khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn livestream rất là này, và chúc các bạn một buổi tối ngủ thật là ngon. Và các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này và tag cho những cái bố mẹ có con cái xem kỹ 6 cái sai lầm và 6 điều nên làm khi chúng ta thực hiện cho trẻ, bởi vì chúng ta đang sinh trẻ ra, chúng ta đang là người huấn luyện viên của trẻ. Đội người huấn luyện viên một đội bóng thì phải làm sao cho đội bóng đó đá tốt, sức khỏe tốt, thì làm bố mẹ chúng ta đang là huấn luyện viên thì chúng ta phải có trách nhiệm đó. Chúc các bạn ngủ thật ngon. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ thật ngon.